cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra tin báo về tội phạm tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 10 năm 2023 về vụ việc có dấu hiệu trốn thuế của nhà xe Thành Bưởi có địa chỉ ở đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5. Qua xác minh, công an xác định công ty Thành Bưởi hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 8 tháng 3 năm 2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 30 tháng 12 năm 2021. Ngành nghề kinh doanh là vận tải hành khách đường bộ. Người đại diện pháp luật giám đốc là ông Lê Đức Thành, còn ông Lê Dương giữ chức phó giám đốc. Công ty Thành Bưởi và các chi nhánh thực hiện kê khai báo cáo quyết toán thuế tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Để phục vụ điều tra nguồn tin về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tạm thời chưa giải quyết cho công ty Thành Bưởi, các chi nhánh công ty và các cá nhân liên quan thực hiện kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh.